Hôm nay bà qua đây ăn với mấy em hả? Dạ. Toàn về khi nào Toàn? Dạ. Về khi nào vậy? Em về ngày hôm qua mà. Mày hết giận Đức rồi hả? Tại bữa đó là bữa em bực vụ của ba thì xong rồi nó nữa nó làm em chập nữa. Xong em bực quá anh ông bà tán lấy em đi mua thuốc nhưng mà em buồn quá đi vòng vòng xong cái hôm qua bên chỗ nhà bạn em cái này là tiếng 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 gọi còn tiếng bậy nhớ quá bây giờ nó nuôi hai con chó rồi nó tới giờ nó vẫn còn nuôi mà bỏ nó thông cái rồi nói chuyện xong đó để cái hơn 6 giờ hôm nay cái bà ngoại nó kêu thôi ở lại đi ở sáng về mới ở lại chứ giờ đó giờ cấm rồi đâu có đi về được đâu chứ anh tưởng nhớ Đức quá không chịu nổi về chứ rất mai mình đi cái phòng nữa mấy bà hình như có một trái nó ngọt một trái nó lạc cái này. Ủa cặp đôi kia đâu rồi sao không qua đây ăn cùng cho vui cặp đôi kia vậy à ăn riêng hả rồi tao nó mới giờ mới nấu cơm bẩn kìa vậy hả mày còn khác gì nữa Toàn không nói chắc mày tới 11 giờ mới ăn con hả hôm nay là ai nấu cơm vậy em Toàn à ủa nấu ăn là em nấu mà trời luôn không coi. Đức hôm qua nấu ăn nhưng mà thấy bảo nấu cả tiếng mới xong. Nó có gì cái tướng cái gì cả ngày luôn á. Không phải vậy cho nó quen. Chứ thở chứ mà cứ ý lại thì nhịn đói. Em đi mấy có ngày mình ở nhà nó tự. Ngày qua không đó này nha. Ở đâu làm mấy ngày anh em đi có chút xíu. Đi chiếu cho đi ngày. Không em không nấu là em nhịn đó. Em nấu là em ăn được chứ. Tôi nói rồi anh. Thì nấu mới ăn còn không nấu nhịn. Mình biết cái chiên trứng mà nó chiên không, nó bỏ mắm muối bột ngọt vậy đó. Nó chiên trứng mà nó đập cái trứng nó đũa nó đập rồi tôi đã ngứa tay rồi. Cái bữa đầu rồi nó đập cái trứng này đó, em nhìn thấy đó, em nổi điên luôn. Trời nó, cái chai là cái bánh Doraemon mà nó khét ngạt vậy nè. Khét luôn á. Hôm qua Toàn nó coi được clip Đức xin lỗi không? Ai? Bảo chỉ mong Toàn quay về thôi. Đêm nhớ buồn không ngủ được. Nó nhà trăm đó những hành động rất là cute hạt mây xí mồi đó quý vị bây giờ tôi xong rồi bỏ cái máy nó bị cấm á bỏ lên những cái bàn nó bị cấm tức nguồn không có hay rồi xong mở máy lên mới thấy rồi anh cũng nhắn tin cho nó rồi em có hỏi là ăn uống gì chưa nó ăn rồi hỏi ai nấu nó tự nó nấu vậy để nó trưởng thành chứ rồi xong nó làm nó đi sao không cho nó hay thôi nó ủa tao làm bực mày đi mà cho mày hay hả đi vòng vòng thôi chứ nó đâu đi đâu thì đánh mắt Đức là hạnh phúc không bạn về mình rất là hạnh phúc nha bí nó có một trái nó lạc trái nó ngọt bí mà cái bí mà nó bùi ăn rất ngon bí này nó ngon mà nó bùi còn cái này lạc nhất lạc miễu hai trái vậy mà. Nãy giờ ngoài ăn mấy chén rồi ngoài. Bình thường ngoài ăn được khoảng 3 chén này không? 2 chén. Ở trong chén này 2 chén mà trong cái kia là phải 2 tô. Đặt 1 tô rưỡi là 2 chén à. Dạ bà ngoài ăn nhiều có sức cái điện thoại ra ngoài. Bà bực ngày qua rồi đó. Hôm qua em xin lỗi em quên cắt cái số điện thoại. Để số điện thoại giờ. Bây giờ ba mà ra nghe là biết cặp cô không? Hôm qua ngoại nhắn nhủ đấy em Toàn về đi ngoại nhớ quá. Hôm nay được gặp lại Toàn rồi nè. Hôm như đôi khi Toàn này nó mau mồm mau miệng, nó vui. Ngoại ha, ngồi mà thiếu nó cảm thấy nó buồn. Dạ. Nhiều khi á gì đâu chứ. Em chỉ thích đi mình anh chứ. Em đi một mình anh nên thì nào em hết buồn em đi về. Mà đi chút xíu được. Còn buồn thì làm nó chuyển ra. Đi cỡ một ngày cũng xong mới về. Đức nó tưởng là... Không biết đó bữa sáng phụ nó làm chuyện xong. Đức nó tưởng Toàn là bị thằng nào bắt đi rồi ấy chứ. Bữa đó anh Hiên buồn trời luôn nha. Không biết trời luôn ngày mai không có về. Nó bảo biết nó mong em về em gì không? Mà nó nhớ là mong em về nó nấu Toàn. Đừng ăn cơm được lấy đũa rõ. Ăn cơm cứ đụng đụng quen. Tôi đề nghị anh chuẩn chặt lại. Anh có nghe tôi nói không mà anh liếc tôi. À, bữa cơm hôm nay là có cá mồi à? Cá mồi chiên trứng à? Cá mồi kho với trứng. À, với lại là rau cải này, canh bí cũng khá là ngon á. Bắp cải xào. Qua mua của bên ông ba đóng cửa, ông cho một bọc này nè. Dưa leo ai cho vậy? Chung về là cũng vui rồi.
cái son nó nấu cơm cũng được đó hả, cũng được ngon chứ ta. Trời ơi, bữa đầu nó cái đẹp á, bữa đầu nó mày khùng, nó nhỏ ra từ từ nó vậy chứ. Không phải, tại vì bữa đầu quá lâu rồi em không có nấu được bếp ga. Với lại em không có nấu mà này nữa. Quý vị ơi, có ai tài trợ nào cũng điện quý vị. Thì nó nấu cơm. Mà ăn cá mòi rồi, tao bỏng ăn. Dạ, mà nữa tụi con. Bà nhà này, cánh nhà nó là. Bà nhà hoài mấy người ta nói tụi con. Rồi. Ây giống nè, làm cái clip này xong là bà liền bỏ. Thì hôm qua toàn là đi quận mấy? À, bên đây nè, bên cầu Ánh Sáng nè. À, ngay đây hả? Dạ. À. Đi tìm món làm cái ai nha. Mẹ quay đọc vậy đó. Không biết, không hiểu luôn. Nó về nó nói em đi với người ta là về nói nghe nó khốn nạn không? Này mình ăn giờ này thì khỏi ăn trưa luôn chứ còn gì nữa. Ăn trưa. Ăn trưa luôn nè, sáng nào ăn sáng. 9 giờ ăn rồi. ăn trưa luôn. Sáng nấu cơm sớm ăn cho nó quen. Còn một cái nào ấy. Nó vừa vào tôi ăn rồi nè. Nên lắm. Tôi làm đỡ nỉ không. Mày làm gì cũng lâu. Giỏi. Nó làm xong cơm nó mà còn chưa được tiếng vội. Tao mới học lại đó bạn, cái thôi là dữ vậy. Ờ, chị mà nói cái gì? À, nó sao? Lâu quá, không lại, là đấu lại, làm dữ rồi. Lâu gì mày không có tô chắc nấu ăn hả? Có như xe là đi mà nấu ăn. Vậy ngoài ăn cái món này thấy có hợp khẩu vị không ngoài? Mà, ngon mà. Vâng. Không, cách này lên hơi lạc nữa, dạ. Không có ngon. Ngoài ra nếu mà ấy thì ngoài chan thêm canh vào, chẳng ngoài chan thêm canh mà cho dễ ăn. Ăn một chén canh sao? Vâng. Mỗi bữa mà ngoài ăn được khoảng 2-3 chén này là khỏe. Quên kinh tình chạy qua tức cười ngoài à. Không phải là tụi em không muốn làm, nhưng mà để cho bà ngoại ấy, để cho tay chân nó hoạt động hơn. Ừ. Tại vì tay bà ngoại bị tai biến nó, nhưng mà ấy lên cái xuống gì cho nó đỡ hơn. Mấy lần phiêu lên đúng rồi, mặt cũng đâu chịu đâu, để cho ngoại tự hoạt động lên cho nó quen tay quen chân. Thì thưa mọi người, hôm nay Toàn cũng đã về lại rồi. À, sau 2 ngày đi mất tích thì 2 ngày qua. Một ngày à. À. Thì bây giờ chiều nay mới lại tới ngày mai là 2 ngày rồi gì nữa. Về không? Buổi chiều anh đi, buổi chiều xong rồi sáng về. Ừ. Ừ thì một ngày. Hai ngày một đêm. Ừ, 2 ngày một đêm. Không chịu nữa. Thì Toàn đã về lại rồi. Đó, thì thôi cũng mừng cho em, nó tưởng em nó bị thất lạc rồi, ai bắt cóc rồi. Đó, gì đó mà ăn mà móc miệng ghê. Đồn em ăn cắp tiền của Đức đi, rồi đồn em đi. Ai đồn? Đi theo ông cái bóng gì đó. Không biết có ai quay không biết nữa. Nói chung là cũng có nhiều những cái kênh mà họ đưa thông tin sai lệch. Họ đưa thông tin không có đúng. Nên là đôi khi là làm ảnh hưởng đến Toàn. Về nói em gì lấy tiền ôm hết tiền của Đức đi. Mà trong khi đó tiền của em còn bỏ nhà đó, em lấy đúng có 100 để em ra mua đồ nữa. Tiền em còn bỏ nhà đó, mà tiền Đức ở nhà đó mà dám nói em gom hết tiền của Đức đi theo ông Dương hay là đi chơi xì ke vậy. Trời ơi, em tức ghê. Sáng giờ thì nó bức xúc dữ trời. Đấy, đôi khi thì đây là cũng lại chỉ là giận hờn của Đức với Toàn thôi, chứ không có ảnh hưởng, không có liên quan gì tới người lớn cả mọi người ạ. À, đây là chỉ là giận hờn nho nhỏ. Tài kế cho chị em. Ngu gì đúng không Toàn? Dạ. Ngu gì đúng không? Ngu gì mà chơi cái này đúng không? Nếu em mà đã hư là hư lâu rồi. Nếu mà bây giờ anh ví dụ đi, ngồi lên cái máy anh rồi. Anh ví dụ nếu mà một người chơi đó, anh có nhìn như chú Dương này đúng không? Nếu mà không chơi như cái nào, mà từ lúc đó bữa em ở nhà không? Bởi vì nói nhiều cái thì em cảm thấy em bực bội. Như vậy cũng mà mở miệng ra nói được. Đức không ăn nữa hả? Hả? Không ăn nữa à? Bà bữa nay vô cái chén thử giùm tôi bữa ơi. Vô đập chén thì đó. Đức từ nay bữa nay vô rửa rửa chén thấy không? Anh Hân đi đây rồi hả? Rửa cho sạch nha.
Cái đóng chén ngày qua chúng tôi cũng rửa đấy. Ủa thì mấy người ăn mấy người rửa cho ai? Ngoại vui, ngoại ăn rất là ngon nè. Ngoại vui, ngoại ăn nhiều. Mấy không đặt lên cái bụng trời. Keep silent. Ngoại ăn ngày 2 nữa sao con nhớ bài chén. Thế bình thường là ăn uống thì toàn nấu xong rửa chén. Còn giặt đồ thì sao? Em giặt. Giặt luôn hả? Nó nằm thôi, nó không làm hết. Nó rỗng ra. Đức á. Cái nghề chính của Đức là phá ngủ thức gì? Nó nhỏ hơn nó lớn quá mấy cung chức thử. Tại sao Toàn vẫn chiều chuộng mà là không chỉ bảo em nó mà cứ chiều chuộng em nó để em nó hư ra? Không phải là em không bắt Đức làm nhưng mà nó làm chậm quá. Nó làm chậm quá. Em nói chung nói là phải làm liền. Mà là chậm quá em bực lắm. Thôi thà để kêu nó thôi tự em làm. Ví dụ cái nào ấy quá thì em nhờ nó thôi. Cái nào em làm được thì em cứ làm. Đấy thì hôm nay Đức Toàn cũng đã về và cả gia đình mới quay quần ăn cái bữa cơm xong. Rửa chén đi Đức. Thì bây giờ là tiếp tục thôi. Ăn xong rồi rửa chén. Đức hôm nay xung phong. Đức hôm nay xung phong rửa chén thôi nào. Cái đổ đổ cạnh cái đổ. Mà cẩn thận không vỡ hết chén đấy Đức. Rửa chén thiệt chứ đừng tạo nét nha mày. Rồi nó cũng có tiến bộ. Bảo rồi, hôm nay bảo rồi. Bình thường ngoại ở đây ngoại ngủ thì ngoại có dậy sớm không ngoại? Bình thường chắc là khoảng 5 giờ ngoại dậy được ha? Vâng. 5 giờ, 4 giờ mấy, 5 giờ lại vậy à? Vâng. Rồi, được rồi. Bình thường đêm đêm rồi ngoại mấy giờ ngoại nghỉ? Dạ mà tôi làm lặt vặt trong nhà đó. Vâng. Mà tôi mà rửa chén rồi này kia đặng có thai nó hoạt động lại đó. Dạ. Mà tôi thấy mấy đứa nó ăn rồi tối rồi nó để đó đó rồi tôi bực bội quá mà sáng là tôi rửa. Dạ. Đấy là bây giờ là ngoại qua bên này ngoại ăn với lại Đức với Toàn. Dạ. Thì ngoại khi mà Toàn về đấy thì ngoại thấy sao, vui không ngoại? Vui. mà Toàn qua từ hôm qua về nhận qua tới giờ qua lại là tôi thấy vui. Mấy bốn đứa này là nó về hoàn vui lắm. Vâng. Thằng bốn mắt này trở lại tao có tên nổi nha. Chúc bạn quay dịch bạn xe tốt. Ước mơ của bạn, thế mạnh của bạn là giữ xe. Của bạn nói mà, mình đang nói là, về bến nha. Dạ. Ngoại về bến phòng mới đó nghỉ hả? Dạ. Dạ. Con chào ngoại ha. Sáng nó nấu cơm sớm kêu ngoại qua ăn. Còn hai đứa kia 9-10 giờ nó mới thức, nó mới gì nấu là ăn. Ồ vậy hả? Vẫn ngủ hả? Còn ngủ. Em qua là hai đứa còn ngủ nữa. Sao nó trời dậy đi nấu cơm cho bà ăn chứ? Ủa, tụi bay không ăn thì cũng phải nấu cho bà ăn chứ. Kêu dễ mấy chủ dậy. Còn kia sáng nó đói bụng sớm nên phải nấu sớm. Nấu cho nó ăn. Họ đừng nói chửi em nữa. Đấy, chào mấy anh mấy chú nha. Ôi ôi. Chú nó kỳ hết.